no coffee yet. Hello mọi người, thì hôm nay là một ngày thứ bảy và lâu lắm rồi thì Tiên không có đi ra ngoài đường làm một số việc vì giờ thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người khuyến cáo nên ở nhà, nhưng mà hôm nay thì Tiên có một số việc phải đi ra ngoài và mua một chút đồ để sinh nhật của người thân của nhà Tiên. Tiên vẫn phải bảo vệ mọi thứ, đeo khẩu trang, nước rửa tay, cho nên là vẫn bảo vệ 5K nha. Và hôm nay Tiên sẽ mang mọi người đi theo cùng với Tiên nha. Oh my god, mới tắm xong bị dính mọi người. Ok, let's go. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi mua bánh kem. Ok. Thì Tiên sẽ cho mọi người xem đường xá Sài Gòn dạo này như thế nào nha mọi người. Rất là vắng nhá. Không có một bóng người. Lâu lắm rồi, đây là chắc gần tháng rồi Tiên mới đi ra ngoài đường á. Bữa giờ ở nhà 3 tuần rồi. À, em có đi qua nhà anh không? Nhưng mà đâu có đi qua hoài đâu. Toàn anh qua không. Ủa sao mặc áo giống nhau quá vậy? Hello. Couples. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Anh đi đâu vậy? Gì? Mình đi chơi với bé. Hôm nay là tụi mình sẽ mua bánh và bếp cho mọi người. Mình đã mua bánh xong. À, nhìn dễ không? Và đây là bánh. Yeah. Có một cái bánh scone vị chanh, không biết là á. Nhìn ngon mọi người. Wow, bạn Tiên có mua ly nước cam. Tiên rửa tay sạch sẽ mọi người yên tâm nha. Em đi điểm phụ. Phụ gì? Đúng em rồi. Em đi giật phụ thôi. Ngon mọi người. Đúng rồi. Nhà thờ Đức Bà mấy năm rồi vẫn chưa xây xong. Chừng nào mới xong vậy? Không biết, 2020. 2025 là 4 năm nữa. Ủa, nó xây thêm cái kia nữa rồi kìa. Trên kia đúng không? Ok, thì bây giờ Tiên đã qua nhà gia đình Tiên rồi. Ê, đừng đón. Mọi người tối rồi còn chơi Pokemon Go mọi người. Oh my god, like grow up. like grow up. Mọi người thấy Tiên how old are you? Rất là vô duyên. I'm 5, thank you, and yours. Was that supposed to be a joke? Because that was not funny at all. Funny. Tiên hay thích vậy á mọi người. Cho mọi người coi view ngày hôm nay rất là đẹp. Đó, đây là hồ bơi. Đây là cái bể nước thôi, một là hồ bơi. Đó, xong rồi đây sẽ thấy xuống Sài Gòn. Đó là cái tết cô. Rồi chúng ta có sườn bò. Bò. Gà. Bào ngư. Nấm. Rồi, cái ô dọn. Yes. Dọn. Đây là cái miếng bánh hồi nãy mà Tiên mua nè mọi người. Món bánh. Ủa, bếp. Giờ Tiên sẽ ăn thử. Đây là cơ gần của Tiên. Anh Tiên. Dạ. Nè người không yên. Tiên bảo. Để bông chung đi. Cái lớp mỡ trên kìa. The next day. Hello mọi người, thì hôm nay là tuần thứ tư Tiên có phòng hai rồi, mình lần thứ hai. Hôm qua thì cũng không có quay lắm, hôm qua quên mất đèn cái vlog tối, nhưng bây giờ Tiên đang làm việc. Và chỉ làm việc thôi, thì hôm nay cũng sẽ chỉ là ở nhà làm việc. Và lát nữa Tiên có nấu một cái món này khá là ngon, cái món mà Nguyên đã nấu năm ngoái rồi. Kao đang ngồi ngoài đó. Tại vì Kao đang rất là thích ăn cái món đó cho nên Tiên sẽ làm thử. Và lát nữa sẽ cho mọi người xem nha.
nha mọi người. Tiên đang mặc cái đầm. Sorry. Nói chung là Tiên rất là thích cái đầm này. Các bạn có thể thấy là Tiên mặc rất rất là nhiều ở trong rất any occasion. Bây giờ Tiên sẽ luộc trứng gà trước. Chắc cho tầm 7 quả trứng gà. Xong rồi có hành tây, tỏi, nước, tương, rượu trắng, đường với lại một chút muối. Giờ Tiên sẽ luộc trứng gà trước nha. Ok, thì Tiên đã làm xong cái trứng ngâm tương rồi và sẽ đợi đến ngày mai xem kết quả như thế nào. Chắc là Tiên cũng sẽ kết thúc cái vlog này đây, hôm nay tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái vlog lần này. Mong là mọi người sẽ hiểu ra một chút cuộc sống giờ này của Tiên như thế nào. Thì các bạn thấy đó, mùa quarantine thì chúng ta lại ở nhà cũng chẳng làm gì cả. Tiên cũng sẽ đi làm việc từ sáng tới chiều như vậy thôi, ở nhà thôi. Tại vì đang dịch ở thành phố Hồ Chí Minh đang rất rất là căng. Nhưng mà mọi người ơi, nếu mà không có việc gì làm thì mọi người hãy ở nhà. Hoặc là nếu có ra đường thì nhớ là đeo khẩu trang, cũng như là luôn luôn rửa tay sạch để bảo vệ mình cũng như là mọi người xung quanh nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye.